công nghệ huyền phù, tính năng tuyệt hảo, một thành phẩm danh tiếng của Syngenta. Với sự tin yêu của hàng triệu nông dân Việt Nam, có đến gần 2 triệu hecta cây trồng được bảo vệ mỗi năm. Anvin đã xuất hiện với diện mạo mới, thân chai trắng, trên nhãn có tích hợp công nghệ UV, giúp nhận diện hàng chính hiệu, hiệu quả, tin cậy. Màu xanh cây trồng, màu của sự sống và trù phú, cũng chính là hình ảnh của Anvin trong triệu trái tim nông dân. Anvin, sức sống xanh, danh tiếng lẫy lừng. Kính chào bà con nông dân và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Kết nối vững bền. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Công ty Syngenta Việt Nam và Công ty VFC Việt Nam phối hợp thực hiện. Bà con nông dân và các bạn thân mến, giai đoạn cây cam ra trái và đến khi thu hoạch là giai đoạn mà cây sinh trưởng phát triển khá là mạnh, tổng hợp đường bột cũng như là hình thành sắc tố để tạo nên vỏ quả đẹp. Chính vì thế bà con nông dân cần phải để ý đến rất nhiều yếu tố như là cách để cành tạo tán hay là bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng để giúp cây cam phát triển. Vậy làm thế nào để cây cam có lá xanh, quả đẹp? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Kết nối vững bền kỳ này. Bà con và các bạn thân mến, ở các chương trình kỳ trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về tình trạng vàng lá thối rữa trên cây có múi và làm thế nào để quản lý tình trạng này. Tuy nhiên, trên cây có múi, đặc biệt là cây cam, không chỉ có vàng lá thối rễ mới gây hại mà rất nhiều loại dịch hại khác cũng phát triển gây hại trên cây cam. Và như bà con cũng thấy là Kiều Anh đang có mặt tại một vườn cam của một nhà nông ở xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà nông này để xem là anh đã có những biện pháp quản lý như thế nào nhé. Vâng, xin chào anh. Đầu tiên xin anh có thể giới thiệu về khu vườn của mình được không ạ? Khu vườn này của em là thuộc Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Em trồng cam này cũng 8 năm rồi. Vâng. Thì cam của em thì em chưa để thường là em cứ trồng từ lúc xuống giống tới lúc bắt đầu làm trái là thường là 3 năm, là 36 tháng bắt đầu em mới làm trái. Kiều Anh cũng rất là ấn tượng khi mà đến với khu vườn này bởi vì thấy là cây trái rất là xum xuê và trái rất là sai. Mới là anh có thể chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm chăm sóc cho vườn cũng như là chúng ta quản lý dịch hại như thế nào ạ? Thì thường mà chăm sóc vườn với dịch hại thì thường là thí dụ như theo như chu kỳ là mình xịt ngừa trước, đến chu kỳ thì mình xịt ngừa chứ không phải đợi lúc mà mình phát hiện ra nó mình xịt này không kịp. Rồi như khi thời tiết nó thí dụ như chị ấn định mà cái lúc này đến cái ngày đó là chị xịt, nhưng mà nhiều khi bị vào cái thời tiết mưa, nhiều khi mưa cả tuần mà chị xịt không kịp, cái cây ăn trái này để kéo dài chừng 5 hoặc 3 bữa mà không xịt thuốc kịp là cây dịch hại nó phá, là có thể là ảnh hưởng đến mùa màng rất lớn đấy. Cho nên là mình cái cây này mình cũng phải xịt rồi mình xem xét, mình phải làm nó trong đúng thời điểm của nó, chứ lúc mà nó một trễ chừng 5-3 ngày nó ảnh hưởng năng suất rất lớn. Vâng, vậy thì ngay bây giờ mời anh cùng gặp gỡ với các chuyên gia của Kết nối vững bền để chúng ta cùng tìm hiểu xem làm thế nào để có được một vườn cam vừa năng suất vừa chất lượng nhé. Xin mời em. Vâng, xin giới thiệu với bà con nông dân và nhà nông Nguyễn Văn Khả, đây là kỹ sư Hồ Chiêu Thanh đến từ công ty Syngenta Việt Nam và anh sẽ giúp chúng ta những biện pháp kỹ thuật để chúng ta có thể giúp cho vườn cây được năng suất và chất lượng hơn. Chúng ta đã đi thăm vườn rồi thì không biết là anh nhận xét về cái khu vườn của nhà nông Nguyễn Văn Khả ở đây như thế nào? Xin cảm ơn anh. Thì vừa rồi chúng ta mới đi thăm vườn của anh Khả thì đây là một trong những cái vườn được gọi là vườn được chăm sóc, cũng theo đánh giá của bản thân mình thì cũng được chăm sóc rất là tốt. Thì đối với cái vườn này thì anh Khả cũng coi như là chăm sóc về thứ nhất là về bộ tán cây cũng như là về cái cách chăm sóc của bộ rễ và cái cách chăm sóc của cái tán lá thì nó rất là ok. Nhưng mà như anh cũng biết thì đối với cây có múi thì để quản lý tốt về sâu bệnh hại cũng như là để đảm bảo được cái năng suất cho cái vườn của mình thì chúng ta cần quan tâm đến các cái đối tượng sâu bệnh hại rất là nhiều. Đặc biệt là chúng ta phải thường xuyên đi thăm vườn, đặc biệt là trong cái giai đoạn mùa mưa hiện nay, sáng thì nắng rất là nhiệt độ rất là cao. Nhưng buổi chiều tối thì lại mưa, thường là mưa dầm. Thì với trong cái điều kiện như vậy thì quý bà con cần nên thường xuyên thăm vườn cũng như là có những cái biện pháp phòng trừ các cái loại nấm bệnh cũng như là các cái loại sâu hại kịp thời và đúng lúc để không bị ảnh hưởng đến năng suất của cái vườn cũng như là không bị làm giảm cái năng suất và làm giảm cái giá trị kinh tế của cái vườn của chúng ta. Thì ví dụ như ở đây trên tay Thanh đây có một số cái mẫu bệnh. Ví dụ như ở đây thì trên cũng Thanh vừa mới thu hoạch trong vườn của tại đây. Thì đối với trong mùa mưa như thế này thì bà con có thể thấy là cái bệnh rễ nham nó thường hay xuất hiện ở trên trái rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta không quản lý kỹ thì trong điều kiện nắng ẩm mưa nhiều như thế này thì rễ nham nó sẽ gây hại rất là nhiều trên vườn và nó sẽ lây lan sang những
cái cây trồng ở cây khác, những cái vườn khác. Ví dụ như là nó sẽ làm cho cái lá nó bị biến dạng và cái trái nó biến dạng, thì từ đó là nó làm cho cái phẩm chất của cái trái của chúng ta nó sẽ giảm xuống, và khi bán cho thương lái thì sẽ bị thương lái gọi là lựa ra đây là hàng giạt, hàng không phải là loại một, thì bán cái giá trị thương phẩm nó không cao. Ngoài cái gợn ghẻ nham trên cây có muối á, thì ở đây bà con có thể thấy đó là một cái đối tượng rất là nguy hiểm. Ở trên lá trong giai đoạn mà cây nó ra đọt non, đó là bệnh, là cái này là đó là sâu dễ bùa. Thì cái con sâu dễ bùa này á, thì đặc tính của nó là nó sẽ phát triển mạnh vào điều kiện là nóng ẩm, tức là nhiệt độ cao là nó sẽ phát triển nhanh. Và khi mà nó tấn công thì nó đặc biệt là nó tấn công vào giai đoạn non, tức là giai đoạn đọt non như thế này, và nó làm cho cái lá của chúng ta là bị biến dạng, và từ đó là cái lá không thể là phát triển một cách bình thường. Cái lá nó sẽ nhỏ lại và nó không thể quang hợp tốt. Thì nếu như cái cây mà cái đọt non nó không có được cái bộ lá tốt, nó không thể quang hợp tốt, thì nó sẽ không mang lại cái năng suất cao cho mình. Tại vì nếu như không quang hợp được thì cây nó sẽ không đủ sức để nó nuôi trái. Không biết là nghe phần chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Hồ Chí Thành thì anh Khả thấy thế nào ạ? Thì mình là nông dân, thấy trong thời gian thì làm thì theo cái kinh nghiệm của mình thì cũng chăm sóc, nhưng mà nó cũng chưa có đạt được kết quả tốt mấy. Cho nên cũng nhờ kỹ sư Hoàng Văn Thanh này cũng thêm hướng dẫn cách này cách khác để cho cái vườn cây ăn trái này nó được tốt hơn, rồi cái màu trái nó cũng sẽ đẹp hơn, có một số dịch hại. Cho nên là cũng mong muốn rằng để khắc phục những cái mà mình làm chưa có tốt, thì cũng mong muốn để hướng dẫn thêm để cho bà con làm sẽ mùa màng sẽ tốt hơn và sẽ đạt năng suất hơn và trái sẽ đồng đều hơn. Đối với cây cá muối á, mà để chúng ta quản lý được cái dịch hại cho nó tốt và cũng như nó bền vững, nó mang tới cái năng suất tốt cho như mong đợi của quý bà con á, thì ngoài những cái biện pháp mà quý bà con thường hay xử lý trên vườn, ví dụ như là quý con phải thường xuyên thăm vườn nè, quý bà con phải tạo cành tạo tán cho cái cây nó thông thoáng để cho nó các cái loại côn trùng cũng như nấm bệnh nó không có nơi để nó cư trú. Thứ hai nữa là đối với ở dưới đất của bộ rễ thì chúng ta cũng cần quan tâm tới bộ rễ để chúng ta cái cây của chúng ta luôn luôn khỏe. Và thứ ba, nếu mà trong cái điều kiện mà mưa hay điều kiện bất lợi mà nấm bệnh hay các loại côn trùng nó gây hại cho cái cây có muối á, thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp, ví dụ như ngoài các biện pháp mà Thanh vừa chia sẻ thì chúng ta có một cái biện pháp cuối cùng, đó là biện pháp xử lý tới các cái, sử dụng tới các cái sản phẩm thuốc hóa học. Thì đối với các cái thuốc hóa học thì chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng các cái loại thuốc nó có gọi là những cái thuốc đặc trị chuyên về cây có muối, cũng như là những cái thuốc mà chúng ta khi sử dụng thì chúng ta nên luân phiên với nhau để chúng ta hạn chế cái tính kháng của các cái loại côn trùng cũng như sâu bệnh. Thì đối với cái giải pháp mà quý bà con có thể tham khảo thì ở công ty Sinta chúng tôi cũng có một cái giải pháp, đó là sử dụng cái sản phẩm Anvin 5SC và để phun phòng trừ cái bệnh ghẻ nham. Đối với cái bệnh ghẻ nham trên cây có muối thì cái sản phẩm Anvin 5SC này thì khi quý bà con mua về thì quý bà con có thể pha với liều lượng là 500ml cho 1 phi 200 lít nước, quý bà con phun ướt đều tán lá trong cái điều kiện mà mùa mưa để chúng ta quản lý cái bệnh ghẻ nham, để phòng trừ cái bệnh ghẻ nham. Còn ngoài ra, ngoài cái sản phẩm Anvin 5SC thì chúng ta cũng còn, bên công ty Sinta cũng còn cái giải pháp đó là Ridomin Gon 68WG hay là sản phẩm Reverse Opti 440SC. Thì quý bà con có thể luân phiên giữa ba sản phẩm này để chúng ta quản lý tốt cái bệnh ghẻ nham ở trên vườn cây có muối của chúng ta. Còn riêng đối với sâu hại á, thì quý bà con cũng phải thăm vườn và quý con cũng có thể xử lý các cái thuốc hóa học. Và đối với sâu hại á, thì ở bên công ty Sinta cũng có một cái giải pháp, đó là giải pháp là sản phẩm Celebron 300EC. Thì sản phẩm này á, thì quý bà con phun á, thì là cái liều đó là khoảng 400ml, 300-400ml cho 1 phi 200 lít nước. Và một cái sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm Karate 2.5EC. Thì sản phẩm này thì quý bà con khi xử lý thì xử lý với cái liều đó là 250ml cho 1 phi 200 lít nước. Thì hai sản phẩm này quý bà con có thể phun đơn và phun luân phiên với nhau, và hai lần phun cách nhau từ 5 tới 7 ngày. Còn nếu như quý bà con muốn phối hợp thì hai sản phẩm này cũng có thể phối hợp chung với nhau để mang tới cái hiệu quả quản lý các cái đối tượng côn trùng chích hút ở trên cây có muối hiệu quả. Thì đây là một vài cái giải pháp mà công ty Sinta cũng có thể là chia sẻ để quý bà con có thể là áp dụng trên vườn của mình, để cái vườn của chúng ta nó đảm bảo là nó hạn chế về sâu bệnh hại cũng như từ đó mang tới năng suất tốt cho bà con. Xin cảm ơn ạ. Vâng, có thể là ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trực tiếp ở trên vườn và xem là cái hiệu quả như thế nào nhé. Em xin đại diện bên công ty Sinta thì
đến đây để hướng dẫn cho anh về cái sản phẩm Anvin 5SC. Thì sản phẩm này có cái hoạt chất là hexaconazole 50g trên 1 lít. Thì sản phẩm này là sản phẩm chuyên đặc trị bệnh ghẻ nhám trên cây có muối. Sản phẩm này là sản phẩm Anvin 5SC đây anh ha. Dạ. Yeah. Yeah. Thì tiên mình thả nó ra. Đây, à, đây là cốc đông ha. Thì anh pha với một phi 200 lít. Thì anh pha là cái liều là 500ml này cho một phi 200 lít nhá. Thì trong đây cốc đông này nó có chia vạch nhá. Thì ở đây là mình có vạch 50 thì mình sẽ pha 10 lần như vậy, được không ạ? Thì với cái sản phẩm Anvin này á, thì sau khi mà mình đổ thuốc vào á thì chúng ta sẽ phải điều. Phải điều để cho thuốc nó hòa tan trong cái xô nước này. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào bồn để chúng ta bắt đầu phun xịt với cái liều là 500ml cho 200 lít nước. Cái sản phẩm Anvin này thì công dụng của nó là chuyên đặc trị bệnh ghẻ nham trên cây có muối anh nhé. Thưa bà con, sau khoảng hơn 10 ngày, Kiều Anh cùng chuyên gia của Kết Nối Vững Bền đã quay trở lại vườn cam của nhà nông Nguyễn Văn Khả, và chúng ta cũng đã thấy được sự thay đổi rõ rệt ở vườn cam này khi mà các vết bệnh cũng đã giảm khá là nhiều. Không biết là anh Khả có hài lòng với cái kết quả này không ạ? Chung qua cái quá trình mà xịt nay 10 ngày thì những cái vết ấy nó sẽ mờ bớt đi, những cái nhiều vết mà mới bị chớm thì nó cũng sẽ bay mờ hết rồi. Lại thấy cái thuốc này hiệu quả rất tốt. Trong khi đấy quá trình mới có một lần xịt mà thấy hiệu quả rất tốt. Từ cái lá đến cái trái nó cũng thay đổi rất nhiều so với lúc trước chưa xịt. Cho nên thấy cái quả nó rất là sáng, màu thì cái lá nó sáng lên. Thấy hiệu quả rất tốt. Kỹ sư Hồ Chư Thanh thì sao? Anh nhận xét về sự thay đổi của khu vườn này so với cái cách làm truyền thống trước kia và khi áp dụng quy trình này thì ra sao? Thì sau khi cùng với anh Khả đây để xử lý cái giải pháp sử dụng sản phẩm Anvin 5SC để quản lý cái bệnh ghẻ nham trên cái vườn này á, thì theo tôi đánh giá thì cái vườn này sau khi sử dụng cái sản phẩm Anvin thì thứ nhất đối với vết bệnh á, thì giống như anh Khả có chia sẻ thì những cái vết bệnh mà nó đã bị trước đây thì nó ngưng lại, nó không phát triển nữa. Và sau khi phun như vậy thì những cái vết bệnh mà mới chớm xuất hiện thì nó gần như nó hết hoàn toàn. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này ngoài cái khả năng phòng trừ nấm bệnh, đặc biệt là ghẻ nham trên cây có muối như cây cam sành ở đây, thì nó còn có khả năng là làm cho cái trái nó có dấu hiệu sáng hơn, bóng hơn, và cái lá nó sẽ bóng và sáng hơn. Nhìn quý bà con có thể nhìn thấy là nó sáng và nó mướt hơn. Thì đây là đối với cái giải pháp của Sinta ở đây thì so với các cái giải pháp truyền thống của bà con sử dụng trước đây thì giải pháp Sinta đưa ra thì có thể là tiết kiệm công lao động cho quý bà con, tại vì như Kiều Anh đã thấy đó, thì sau 10 ngày chúng ta ghé lại thì chúng ta thăm cái vườn này thì đã 10 ngày rồi. Nhưng trước đây trong mấy ngày qua cũng có những cơn mưa, nhưng mà đã 10 ngày rồi thì cái sản phẩm Anvin này vẫn quản lý tốt cái nấm bệnh ghẻ nham. Thì nếu mà sản phẩm quản lý tốt và kéo dài như thế thì có thể là giảm cái số lần phun cho bà con, từ đó tiết kiệm chi phí và làm tối ưu năng suất cũng như tối ưu cái lợi nhuận cho quý bà con. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Hồ Chư Thanh. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Khả đã tham gia cùng với chương trình Kết Nối Vững Bền kỳ này, và chúc cho anh sẽ luôn có được những vụ mùa bội thu. Thưa bà con nông dân và các bạn, với những chia sẻ rất là cụ thể và những cách làm hết sức là thiết thực cũng như là gần gũi bà con nông dân vừa rồi, thì hy vọng chúng ta sẽ có được những cái giải pháp để quản lý tốt các loại dịch hại trên cây cam nói riêng và trên các loại cây có muối nói chung. Hy vọng bà con nông dân sẽ có được những vụ mùa bội thu, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những kỳ tiếp theo của chương trình Kết Nối Vững Bền. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Anvin 5SC, công nghệ huyền phù, tính năng tuyệt hảo, một sản phẩm danh tiếng của Syngenta. Với sự tin yêu của hàng triệu nông dân Việt Nam, có đến gần 2 triệu hecta cây trồng được bảo vệ mỗi năm. Anvin đã xuất hiện với diện mạo mới, thân chai trắng, trên nhãn có tích hợp công nghệ UV, giúp nhận diện hàng chính hiệu, hiệu quả, tin cậy. Màu xanh cây trồng, màu của sự sống và trù phú, cũng chính là hình ảnh của Anvin trong triệu trái tim nông dân. Anvin, sức sống xanh, danh tiếng lẫy lừng.